Hello, xin chào anh chị các bạn. Hôm nay Tuấn Đông Phích lên một cái video chia sẻ review cho anh chị các bạn là các cái dòng van cơ bên mình đang có. Đó. Giới thiệu anh chị các bạn bốn cái con van cơ ở đây. Thì phân khúc giá nó là giá bình dân. Anh chị các bạn có thể liên hệ với Tuấn David qua cái số ở trên màn hình ở trên góc dưới đó. Con đầu tiên là con Net. Con đây cũng là con Net. Con này là B3 và con này là Net luôn. Ba con van Net, một con B3. Sang phía bên này là anh chị các bạn chúng ta xem trải mã của nó. Trên đầu tiên đây là con Net, mã nó nằm ở đây là KB360. KB360 xuống con dưới là cũng con Net, mã của nó là K550 Plus. Và xuống con dưới nữa là chúng ta thấy cái mã của nó là K88 Pro. Anh chị các bạn, điện thoại nó lấy nét hơi chậm, chúng ta chịu khó hãy cho anh chị các bạn xem. K88 Pro. Xuống dưới nữa là con FX80. Đây, FX80. Đây là bốn con. Thì ba con ở trên á là điện 220 bình thường. Riêng cái con dưới này á, là bản đặc biệt, nguồn AutoVolt nha anh chị các bạn. Con Net ở dưới này là nguồn AutoVolt. Đây, mã của nó đây. Anh chị các bạn có thể inbox Tuấn David để cần quan tâm cái gì thì mình hỏi thêm nha. Số điện thoại bên góc trái dưới màn hình đó. Như anh chị các bạn thấy thì ba con dưới nó có tai đúng không? Con trên cùng này nó cũng có tai luôn nha, bỏ trong hộp của nó có hai cái bát mà để về ở trong hộp á, trong hộp giấy. Thì tất cả con này đều có râu anten, bát bluetooth, có cái vít dẹp để chỉnh các cái nút này, có dây nguồn và có remote kèm theo. Và bây giờ mình sang phía sau cho anh chị các bạn xem một chút phía mặt sau nha. Rồi, đây là mặt sau của các cái con van cơ mà mình vừa review cho anh chị các bạn. Con đầu tiên đây thì cũng là điện 220 cho tới 24. Đó. Phía sau thì nó gần như là giống nhau. Rồi, con thứ hai cũng là điện 200 cho tới 24. Đó, chúng ta tham khảo. Và con thứ ba thì nguồn điện nó cũng ở phía bên này. Phía bên này. Đây chúng ta xem. Thì nó là cũng 200 cho tới 240. Và con cuối cùng lúc nãy mình nói ở dưới đây là một con phiên bản rất là đẹp. Mã cha đó. Và con phía dưới cùng là phiên bản đặc biệt. Đây, anh chị các bạn xem, nguồn của nó là nguồn AutoVolt từ 100 cho tới 240 thì nó rất là dễ cho anh chị các bạn mà dùng cái con này để ráp cái dàn kẹo kéo mà cho thuê, hoặc là giao khách, hoặc là thường xuyên đi cho thuê những cái vùng mà điện yếu. Thì bản chất nó là AutoVolt nên thành điện xuống nó không có bị giật, bị trục. Con này là bản ok. Giá thì nó cũng bình dân, mỗi con nó giá khác nhau chứ không có. Van cơ thì giá rất là dễ chịu anh chị các bạn. Rồi, số điện thoại trên màn hình, anh chị các bạn tham khảo gì thì liên hệ Tuấn David nha. Bây giờ mình cho quay lại một vòng cho anh chị các bạn xem sơ những cái nét của sản phẩm nha. Rồi, anh chị các bạn không ngược sáng thì nó như thế này. Đó, xem lại cái mặt một lần nữa. Rồi, cảm ơn anh chị các bạn rất là nhiều nha. Mọi thông tin thì trên màn hình, anh chị các bạn vui lòng liên hệ Tuấn David hồi đáp, trả lời anh chị các bạn mọi lúc, mọi nơi, trừ khi ngủ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Chào thân ái, tạm biệt.